Hello, xin chào cô bác anh chị em nhé. Thì máy tự hỏi bên em cảm ơn cô bác chị em rất là nhiều. Thời gian qua cô bác chị em luôn theo dõi kênh tay máy của em cũng như là ủng hộ máy bên em ha. Thì hôm nay em có về được một động cơ Mitsubishi. Mitsubishi này là 4D56 quá chị em. 4D56. 65 PS ha. Dòng tua em này rất là nhanh các bác chị em. Nghe nói đâu 4.000 4.000 mấy vậy đó. Em quay cái tay số máy 4D56 nè, GE nè, 9949, số quá đẹp. Động cơ này đẹp, xuất sắc quá cho em, cộp luôn nghe quá cho em. Đó, em nói có sách mách có chứng nha, quay quá cho em xem là tường tận những cái chi tiết từ nhỏ đến lớn quá cho em ha. Từ con heo dầu các kiểu, lốc máy ha, cốc đề các kiểu quá cho em ha. Đó, quá đỉnh cho con này luôn. Đó. Giá cả thì cô bác anh chị em có thể là gọi điện giúp giùm em để có cái giá tốt hơn quá anh chị em ha. Đó, Mitsubishi 4D56, máy tuyệt phẩm song ca luôn. Máy này có một lỗi nhỏ xíu quá anh chị em. Đây, chỗ này nó bị bể nè, bị nứt nhẹ nha. Em hàng ở chỗ này rồi quá anh chị em, có hàng rồi nha. Đó, để trong đây hàng luôn nha, không tháo ra quá anh chị em. Bị nứt lỗi nhỏ xíu thôi, cái đó không đáng ngại, cái đó nắp cò đâu quá anh chị em. Ở ngoài em cũng có cái nắp cò ngoài nó quá chị em không thích thì em mở em gắn cho, mà nắp cò ngoài nắp cò nội địa quá chị em, nghĩa trang nha, nó hơi xấu, nó không đẹp, nghe nó không nghĩa địa nha. Chục bô rồi, quá trời luôn, quá mới, cực kỳ luôn quá chị em. Nói chung máy này thì có nhiều anh em hỏi lắm, nhưng mà em không có thấy được con máy nào đẹp. Hôm nay thấy con máy này quá trời quá đất luôn, khủng khiếp. Quay từ chi tiết cho bác em thấy ha. Mua về bán cho bác anh em xài cho nó bền lâu quá anh em ha. Giờ em tiếp tục em đề máy cho bác anh em nghe nha. Đề máy thì em gục. Này đề một bình nữa anh em. Đề một bình 12 nha. Này nó xài cắt điện nha. Nhanh quá em, tôi nhanh lắm, phù hợp cho quá em chạy chạy vỏ cao một chiếc, nhớ bơm rất là mạnh quá em, nhớ bơm rất là mạnh luôn. Đây đi, nhớ bơm rất là mạnh. Ga nó còn rất là dài quá chị em. Quá chị em về nếu mà muốn hung nữa thì xả ga ra thêm. Đó. Máy này nó chạy rất là êm quá chị em, êm ru à. Nó không có tiếng cua, tiếng động cái gì hết. Đó. Cái máy này ở sau này nó tháo cái gì trong ga rồi, cho nên không có quay quá nha. Bù lì sao. Đa số thì cái đó mình cũng không có xài, về cũng bỏ ra ngoài thôi. Thì cũng có nhiều anh cô bác anh chị em kêu mình là kiểu như bán mắt cắt cổ cắt họng vậy đó. Cho nên là mình báo giá thôi, chứ cũng nói mình này kia nọ, cho nên thì thôi. Thì chắc có lẽ chắc cười cũng không có báo giá luôn. Cô bác anh chị em nào có mua thì gọi điện giúp cho mình đi, một cuộc điện thoại không có nhiều tiền đâu. Chứ để họ nhiều anh em kêu gao, dạng như là có nhiều anh em mà cái miệng nó nhanh hơn cái não á. Thành ra nó cũng khó lắm, khó trách. Thì em nói là nói lý do sao mà em không có báo giá thôi. Chứ còn anh em muốn muốn kêu sao đó kêu, muốn nói sao đó nói. Đó, khi mình động não trước mình hãy nói ra các bác em. Ví dụ như giờ mình thấy ủa sao ông nội này ông bán con này ba mấy giữ thằng ạ. Mà con kia nó bán mười mấy hai chục, thì mình phải động não để mình coi con máy như thế nào nha. Con máy ông nội này như thế nào, còn máy ông nội kia như thế nào. Chứ để đôi khi mình nói ông này ông bán cho cha mày xài, để mẹ mày xài, nói nhiều cái thiệt tình nó không có văn hóa quá chị em. Đó, mình nói cái gì ra để nó để bớt tạo khẩu nghiệp. Chứ nói gì chi vậy? Mình thí dụ mình thích thì mình mua, không thích thì mình xem cho vui thôi. Đó, chứ ở đây mình cũng đâu có ép đâu, nói chung em không có ép ai mua. Bán thì em rất cần lắm, rất cần tôn trọng khách hàng, tôn trọng cái người khách hàng của mình.
tôn trọng đối phương. Nhưng mà có nhiều anh em nó trả lời bình luận, nhắn tin Zalo cho mình rất là thấy nó kỳ. Đó. Anh em mà bấm xem video của mình rất là mang ơn lắm, rất là nhiều. Đó. Và mua máy mình cũng rất là nhiều, nhờ có của bán chị em mà mình cũng có kiếm được chén cơm manh áo. Nhưng mà có nhiều quán chị em quá trời luôn, nói này nói kia thấy nhức đầu. Mình không báo giá thì cũng nói là tại sao mà không báo giá. Mình báo giá xong cái nó bán theo cắt cổ, bán này kia nọ, đủ thứ chuyện hết trơn. Trời, mà mình có ép anh em mua bao giờ đâu. Mình giá mình bêu vậy đó, thì anh em cảm thấy hợp lý thì mua, anh em không thấy hợp lý thì để anh em khác người ta thấy hợp lý người ta mua. Đó là vậy đó. Còn có bán chị em thấy mà cái video mà mình quay chỗ nào không rõ, không thực tế, thì có bác chị em có thể là kêu mình quay lại, chụp lại những cái chỗ đó cho bác chị em thấy cho nó rõ hơn, để mình mua không có bị lầm, không có bị phân vân. Còn bác anh em mà không có coi được thì nhờ thợ thầy á, thợ thầy người ta coi giùm, nhờ anh em người ta sớm ghiền ai mà cành máy đó, mình nhờ người ta coi giùm. Rồi anh ơi, tôi muốn mua máy của ông nội này nè, coi mua giùm có được hay coi giùm có mua được không. Các bác chị em đó, nói chung là em cảm ơn cô bác chị em nhiều lắm. Cô nhiều của bác chị em chia sẻ cho em nhiều kinh nghiệm, góp ý cho em nhiều kinh nghiệm, em rất là bổ ích, em rất là mang ơn. Còn anh em nào mà cảm thấy mà không thích cái kênh của mình, mà thấy kiểu như là không có tôn trọng mình và không có kiểu không có thích xem cái kênh mình, thì có thể lướt qua, mình cũng rất là mang ơn đó. Chứ đừng có vô xem rồi chửi mắng, nói này kia nọ, nói nghe nhức đầu lắm. Tôi phải nói cho mày lựng không đâu, rồi nhắn tin Zalo nữa. Trời ơi, thiệt tình á, em làm ăn em chưa có cái gì vấn đề gì hết quá chị em. Nói chung vậy là vậy. Quá chị em nào đã mua máy em thời gian qua cũng đã hiểu em như thế nào rồi đó. Thì cũng có nhiều anh em như thế này nữa, anh em nói là có một hai cái máy quay hoài. Thì nói chung là thật sự ra là máy em không có nhiều thiệt, nhưng mà em không phải có một hai cái, em có cũng nhiều anh em. Đây, để bây giờ bữa nay em quay sơ bộ cho bác anh em thấy chính là Khánh. Quay sơ bộ cho anh em ha. Máy em cũng có, cũng không phải là một hai cái đâu, cũng có là nhiều cái quá anh em. Nói chung mấy ngàn thì em có. Đó, thì em quay, để em quay cho cô bác chị em thấy tùy chi tiết nha. Thì một hàng bề ngang này là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cái. Một hàng ngang này là 7 cái quá chị em. Anh này em quay không phải là em khoe nha, em quay không có khoe, nhưng mà có nhiều anh em nhắn tin cho mình là nói có một cái máy quay hoài. Từ đây qua đây là 7 cái máy ha. Đếm bao nhiêu hàng nha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 cái quá anh em. 17 cái xuôi, 7 cái nằm ngang quá anh em, tự nhiên lên ha. 17 cái nằm dọc vô, 7 cái nằm ngang. Rồi thưa bác anh em nhân lên ha. Rồi cái này mới một bên quá anh em ha. Một bên thôi. Bên này. Em quay nè, em quay cho cái anh mà cái anh với cái chị mà cái miệng nhanh hơn cái não đó. Chứ em không, em nói riêng gì cái anh đó thôi. Còn bác chị em khá thông cảm. 1 2 3 4 5 6 cũng 7 cái ha. 7 cái hàng ngang quá chị em. Bây giờ em đếm xuôi nè. 33 nè, cũng này 31 nè. Ở 42 nè. Cũng số 95 trừ 3 nè. Chu quốc 95 4 nè. Từ đây 27 5 nè. 13T 6 nè. Cái này cho cây 7 nè. Cái này 95 8 nè. 2.8 9 nè. 95 nè. 10 nè. 11 nè. 12 nè. 13 cái nè. 13 cái nằm xuôi của bác em nhân cho 7 ha. 13 nằm xuôi nhân cho 7. Là tổng cộng bên kia 17, 17 với 13 là 30 cái. 30 cái là 30 cái nằm xuôi. Khánh thôi. 30 cái nhân cho 14. Phải không Khánh? Hả? 30 cái xuôi nhân cho 7 chứ. 30 cái nhân cho 7. Đúng rồi. 30 cái bên đây là 17 cái xuôi, có trong đây có nhỏ mấy anh em, có 2 máy 3 máy có ha. 17 cái vô, 7 cái nằm ngang. Còn bên kia là 13 cái vô, 7 cái nằm ngang. Đó, thì em có nhiêu cái đó thôi.
chứ không phải em có một hai cái quán chị em nha. Nhiều khi cô bán chị em nói ừ có anh chị đó cứ nhắn hoài, ở Vĩnh Long có một cái quay hoài thì bực mình ghê đó. Có một cái cũng kệ người ta đây nè, em cũng có về nè, cũng có nè, em có 5 con giống vậy quá chị em, 5 con 4 đi 5 6 nha, 5 cái nó con cái quay hoài, không phải không quá chị em, mắc khùng điên con cái quay hoài. Bởi vì mỗi cái số máy nó khác nhau, em quay mỗi cái máy khác nhau hết, không có giống nhau quá chị em nha. À, đó trên 200 cái đây thì cũng đây cũng có một cái đang chuẩn bị đóng đi, đóng hàng đi. Ngoài này cũng có 2.8 mới về, đó cũng có con Komatsu 92 mới về luôn, còn kia 1505. Cái này cũng mấy cái thùng phát điện quá chị em ha. Đó. Rồi em cảm ơn cô bác chị em rất là nhiều nha, thời gian qua đã ủng hộ kênh máy của em. Em xin nói thêm lần nữa là không phải em có một hai cái của bác chị em cũng có nhiều á, hơi nhiều chút xíu. Nhưng mà đối với anh em mà về một lần mà một xe mà 500, 530 thì thật sự em không dám nha. Em về lần có một cái à, mình chịu khó mình đi mua xiên chút. Chứ bây giờ mà nói mà mua lần 530 thì xin lỗi em thua nha. Đó. Thì tổng tài sản em có nhiêu đó, máy nhà em có nhiêu đó. Ở đây 17 cái nhân 7 cái nằm ngang, bên kia thì 13 cái nhân 7 cái nằm ngang. Đó. Thì cũng đó nhiều cái đó, thì có nghe máy dầu thì cũng không có nhiều. Máy dầu gom vòng lại khoảng 60 cái thôi, không có nhiều hơn. Đó. Rồi, cô bác chị em nào có nhu cầu ủng hộ cái động cơ 4D56 này hoặc là những cái con máy ở trong cửa hàng tiệm của em thì ủng hộ em rất là mang ơn. Một lần nữa thì cô bác chị em là nghe những gì em nói nha, tại em không có phải khoe nha, tại vì em tức có một cái là cứ nói có một cái quay hoài thì em quay lên chứng tỏ là em đã có được bao nhiêu cái đó, đó. Cả nhà em được nhiêu cái đó, nhưng nhiều khi nói con cái hoài hoài thôi chứ thật sự ra em không có cái gì để xưa giờ em làm kênh bao nhiêu năm rồi bán nhiêu năm em cũng chưa bao giờ quay hết cái tiệm máy của em nữa, tại vì mình không có nhiêu cái mình quay, đôi khi anh em mình thấy cũng ngại. Mình định khi nào mình được 1.000 á, khi nào mình được 1.000 cái máy trong nhà mình mới quay, còn giờ mình mới được có nhiêu thôi mình cũng chưa có quay nữa, tại anh em người ta quay một người ta cũng 1.000-2.000 cái không à, còn mình có mấy còn có nhiêu cái đâu mình quay mình thấy cũng ngại quá, vậy em thấy không đó. Người ta là cái chỗ người ta cả diện tích người ta cả là mấy ngàn mét vuông, còn của em có 300 mét vuông à, thành ra mà mới để được có nhiêu máy thôi đó. Khi nào mà em được khoảng 1.000 em mới quay hết máy của nhà của mình. Nhưng mà nhận được mấy cái Zalo, để hồi nữa em để mấy cái Zalo nhắn tin cho em vô bán cho em thấy ha. Nói mình có 1 cái 2 cái quay hoài, nói đi quay bãi người khác thì nói là đi lại người khác quay này kia đủ thứ chuyện hết trơn, nói chung cái là mệt mỏi quá cho em. Thì nhiều quá chị em đã đến cửa hàng em mua máy cũng biết rồi, em chỉ có nhiều đó thôi, không có nhiều hơn, nhưng mà thật sự ra không phải 1-2 cái. Rồi em xin chào và chúc quá chị em được nhiều sức khỏe thành công. Xin chào, hẹn gặp lại các quá chị em nhé.